Sự thực chấn động canh thuốc 1970, may mắn ngập trời, tài vận bùng đổ, giàu có bất ngờ đúng 3 tháng tới. Anh chị thân mến, cây to thì đón gió lớn, cái hình tượng bản mệnh của canh thuốc là bản mệnh của sự gánh vác, của sự đương đầu với trách nhiệm, của việc phải xử lý những loa toan. Dù là con thứ hay con đầu, canh tuất cũng phải gánh vác vị trí như người con trưởng. Dù là chồng hay vợ, canh tuất cũng phải là người chèo chống, lèo lái cho gia đình đi lên. Vô số trách nhiệm, vô hình sẽ đè nặng, ép canh tuất phải phát triển, khiến cho họ khao khát thành công để lo toan cho cuộc sống. Tuy nhiên, cuộc sống có rất nhiều cách để cải vận thay mệnh mà canh tuất không biết. Có những thứ đơn giản mà lại mang tới cực kỳ nhiều may mắn và sang giàu. Nếu canh tuất làm được 3 điều này, Phật độ ngay lập tức, tiền bạc cứ ùn ùn kéo đến đúng 3 tháng tới. Thưa anh chị canh tuất thân mến, trong cuộc đời của một canh tuất, ít khi do may mắn mà thành công, ít khi do thời hay vận tới tay mà thành tựu. Nói chung, họ sẽ phải có trình độ chuyên môn về lĩnh vực họ làm, thấu hiểu và thông tuệ, nhiều kiến thức, kinh nghiệm và học hỏi trường kỳ, sau đấy quần quật mà cày. Trong cuộc đời của một canh tuất, ít khi họ thành công mà chỉ có một công một việc. Bên đông họ sẽ phải làm một tí, bên tây họ sẽ phải làm một tẹo thì mới được đủ vận mà thành tựu thăng hoa. Nói chung số của họ tương đối vất vả, cơ mà tương đối thú vị. Trong cuộc đời của một canh tuất, ắt có thời điểm bị nhập nhằng chuyện tài chính. Họ không nên cho vay mượn hay quá cả nể những người thân thiết. Rõ ràng và rành mạch, hợp đồng đổ vào thân sẽ tránh cho canh tuất được những phiền hà không đáng bận tâm. Trong cuộc đời của một canh tuất, phải lấy thực thà mà chiến, lấy vô tính toán, vô mô hình mà tiến. Nếu ở một kỷ nguyên trọng đạo, ác thật sự thật thà bẩm sinh của canh tuất sẽ được trân trọng và nâng niu. Còn trong giai đoạn mạt pháp, nơi vạn sự gian dối, ác canh tuất phải chịu những thiệt thòi mỏi mệt thị phi không đáng có. Sau đây, chúng tôi sẽ luận giải giúp anh chị 3 tháng tới. Tức là tháng 6, tháng 7, tháng 8, anh chị có thể lấy giấy bút để ghi nhớ lại những điều mà mệnh phát tài luận giải. Những tinh hoa này chắc chắn sẽ thay đổi vận mệnh của anh chị. Còn không thì cũng mong anh chị ất sửu hãy trân quý nó. Đây cũng là tình cảm của mệnh phát tài gửi tới quý anh chị. Xem tử vi trong 3 tháng tới, tuổi Tuất âm lịch, nhìn chung đây được xem là một khoảng thời gian tương đối ổn định cho con giáp tuổi Tuất. Tuy nhiên trong công việc, nếu mọi thứ suôn sẻ quá thì anh chị không có cơ hội phát triển, nhưng khi có chút sóng gió thì ta hay bất an. Khuyên anh chị nên bình tĩnh, tỉnh táo, sẵn sàng đối diện với những rắc rối xảy ra bất cứ lúc nào. Nhờ việc thường xuyên phải xử lý những chuyện phức tạp trước đây mà bản mệnh cũng tích lũy được nhiều kinh nghiệm để giải quyết những vấn đề tương tự xuất hiện trong lần này. Nhờ đó mà bản mệnh thể hiện được bản lĩnh. Trong 3 tháng này, do ảnh hưởng của tương phá nên có thể vì một tác động khách quan nào đó mà mọi việc không đi theo kế hoạch. Trong khi đó anh chị quá chủ quan, cố chấp và cho rằng mình không bao giờ sai thì sẽ không có cơ hội cải thiện tình hình đâu nhé. Hãy nhớ rằng chẳng có ai không phạm sai lầm cả. Lắng nghe ý kiến của người khác sẽ giúp anh chị mau chóng tiến bộ hơn. Nhân duyên tốt đẹp cũng mang lại nhiều lợi ích cho bản mệnh, đặc biệt với những người hay phải đi xã giao công tác, anh chị cũng có cơ hội gặp được quý nhân vào thời điểm này. Tuy nhiên vấn đề tình cảm có nhiều rắc rối vì anh chị thường thiếu quan tâm đến nửa kia của mình mà chỉ tập trung vào cho sự nghiệp. Nếu anh chị nhận ra và tìm cách điều chỉnh thì đôi lứa lại hạnh phúc, nồng ấm như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Bước sang tháng 6, thêm bói tử vi phương Đông, xem bói tử vi phương Đông. Công việc của người tuổi Tuất tiến hành khá suôn sẻ trong tháng. Đầu tháng mọi việc chưa quá tất bật, bản mệnh ung dung xử lý mọi việc, ít phát sinh sự cố bất ngờ, kiểm soát tốt mọi việc trong tầm tay. Tháng này có một vài thay đổi, dịch chuyển về vị trí, chức vụ hoặc tính chất công việc. Có thể anh chị sẽ phải cân đo, lưỡng lự khá nhiều, cẩn thận kẻo bỏ lỡ cơ hội. Thay da đổi thịt, hãy tự tin và quyết đoán hơn, anh chị sẽ có được điều mình mong mỏi bấy lâu. Làm việc gì cũng thế, tuổi Tuất đừng quên lập kế hoạch cụ thể cho mình. Chỉ khi có mục tiêu rõ ràng, kế hoạch tỉ mỉ, kết quả mới thực sự khiến anh chị hài lòng. Tháng này, công việc kinh doanh buôn bán có phần nào bớt náo nhiệt.
Đầu tháng sức mua giảm, tuổi Tuất hãy cứ thảnh thơi lên kế hoạch kinh doanh kế tiếp, không đi đâu mà vội. Nếu có chiến lược kinh doanh rõ ràng, sớm muộn gì anh chị cũng sẽ có được thành công mong đợi. Xét về đường tài lộc của người tuổi Tuất trong tháng 6 2024 âm lịch này cho thấy, vì luôn muốn an toàn nên bản mệnh khó gia tăng tài sản của mình. Có thể anh chị hiểu biết nhiều nhưng thiếu hành động nên đã để những điều anh chị biết kìm hãm năng lực kiếm tiền của mình. Nguyệt lệnh Lâm Tử cho thấy bản mệnh là người thông minh nhưng hay do dự không quyết đoán, nên dù cơ hội luôn có đó nhưng anh chị không nắm bắt được để mọi thứ đi qua một cách nhanh chóng. Vì thế đừng oán trách rằng tại sao người ta nhanh giàu còn anh chị thì không. Thời gian này cũng không tốt cho những ai ham mê tiền bạc, đuổi theo danh lợi với mục đích thỏa mãn sự tham lam của mình. Có nguy cơ anh chị bị mất trắng, không còn cả danh lẫn tiền đâu đấy. Lời khuyên là con giáp tuổi Tuất nên làm ăn chân chính. Tuy mọi thứ phát triển chậm nhưng sẽ tốt hơn là việc tiền nhanh đến và nhanh đi. Cuối cùng, anh chị chẳng thể tích lũy được gì. Theo dõi tử vi tháng 6 2024 tuổi Tuất âm lịch, con giáp này đối đầu với cục diện tương xung thái tuế, lại thêm ngũ hành tháng xung khắc nên vận trình tình cảm giảm sút nghiêm trọng. Giữa các cặp đôi đang trong thời gian tìm hiểu, xuất hiện một vài mâu thuẫn trục trặc vì đủ chuyện không đâu. Những cuộc tranh cãi mâu thuẫn nổ ra liên miên, bào mòn sự kiên nhẫn của đôi bên, đổ vỡ hoàn toàn, có thể ập đến bất cứ lúc nào từ chuyện nhỏ nhặt. Nhất là những cặp yêu xa, thời gian dành cho nhau không nhiều, xa mặt cách lòng, tình cảm cứ thế nguội dần. Khi niềm tin không đủ lớn, những nghi kỵ ghen tuông bóng gió chính là nguyên nhân giết chết tình yêu của hai anh chị. Các cặp vợ chồng cũng khó tránh khỏi cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt, nhiều muộn phiền về tâm lý khiến con giáp này sinh giận hờn, khơi mào chiến tranh với bạn đời. Chính vì thế gia đạo bất an hơn hẳn, không khí gia đình nhiều lúc trầm lắng đến lạ thường, khiến ai nấy đều cảm thấy áp lực. Người độc thân vẫn giữ trong mình tư tưởng bảo thủ, sợ đi vào vết xe đổ trong quá khứ, sợ phải mở rộng lòng mình để đón nhận tình cảm mới, nhưng đổi lại chỉ toàn tổn thương nên tự tay đóng lại cánh cửa hạnh phúc của mình. Nguyệt lệnh tuyệt dự báo về việc anh chị không chăm sóc sức khỏe đúng cách nên dễ gặp các vấn đề liên quan trong tháng này. Việc này không chỉ khiến anh chị mất tiền mà còn mất cả thời gian. Nhị hắc nhập cung chính bắc, sự thật chấn động, tình trạng sức khỏe đang ngày càng đi xuống, anh chị nên chú ý đến vấn đề ăn uống nghỉ ngơi, đừng để tái phát bệnh dạ dày hay bệnh liên quan đến đường ruột tiêu hóa. Tháng này, anh chị có cơ hội thực hiện những thay đổi cần thiết để cải thiện vấn đề sức khỏe của mình. Ví dụ có kế hoạch về việc ăn uống để đảm bảo đủ chất, thay đổi món thường xuyên trong tuần để thức ăn được đa dạng. Ngoài ra, anh chị cần thực hiện quyết tâm dậy sớm để tập thể dục, nên ưu tiên tập buổi sáng hơn là buổi chiều vì nó mang lại hiệu quả cao hơn. Bước sang tháng 7 âm lịch, xem bói tử vi phương Đông, dự báo con giáp này chịu ảnh hưởng trực tiếp từ cục diện Sửu Mùi tương hại nên vận khí trong tháng mới khá bất ổn, khó khăn thử thách không ngừng ập tới, khiến anh chị khá vất vả để xoay sở. Công việc chịu nhiều tác động nặng nề, bản mệnh phải đối diện với nhiều trở lực thách thức, khối lượng công việc ngày càng lớn, việc cũ chưa xong việc mới đã dồn dập. Lúc này nếu không tỉnh táo, thiếu sự kiên trì, e rằng bản mệnh dễ dàng bỏ cuộc giữa chừng, bao nỗ lực trước đó đều đổ xuống sông xuống biển. Cạnh tranh trong tháng cũng không ít, thiên quan hung thần gia tăng gánh nặng, càng khiến mọi thứ thêm rối ren, áp lực và cạnh tranh trong tháng tăng lên mỗi ngày. Càng những thời điểm như này, anh chị càng cần bình tĩnh và tỉnh táo, nếu xử lý nóng vội thì rất dễ để lại hậu quả khôn lường. Lại không có nguyệt lệnh ủng hộ, do đây là tháng lâm đất tuyệt, con giáp này có cảm giác những kế hoạch dễ lâm vào bế tắc ngõ cụt, hàng loạt rắc rối ập tới, anh chị cần có sự điều chỉnh để thích nghi kịp thời, đừng ngần ngại thay đổi khi cần thiết, nếu đó là biện pháp tối ưu. Khi tiến hành mọi việc, dù là lớn hay nhỏ, là thứ yếu hay trọng yếu, mùi đều cần tuân thủ theo từng bước cụ thể, đi từ đơn giản đến phức tạp, không nên nóng vội mà hỏng chuyện, nên lấy ổn định làm trọng, chờ đợi thời cơ đến mới hành động, hấp tấp vội vàng sẽ nhận thất bại. May mắn là hai cát tinh tử vi và giải thần sẽ giúp anh chị chuyển nguy thành an, giữ vững tâm thái để có thể đối mặt với mọi khó khăn thách thức.
Có câu, cái khó ló cái khôn, chỉ cần anh chị kiên trì tới cùng thì với năng lực của mình, anh chị chắc chắn sẽ có thể tìm ra cách xử lý ổn thỏa. Cùng với những tin vui ở phương diện sự nghiệp, tuổi Tuất cũng có một vài tháng vượng tài vượng lộc, tiền bạc vô cùng rủng rỉnh, cả nguồn thu chính và phụ đều đổ về đều đặn. Dù làm ở ngành nghề hay lĩnh vực nào thì anh chị cũng có thể cảm thấy hài lòng về thu nhập hiện tại. Nhờ quý nhân tam hợp đưa đường chỉ lối, những chú dê thuận lợi trong việc mở rộng quan hệ xã giao, gặp gỡ đối tác hay anh chị đồng hành đáng tin cậy, và hầu hết đối phương đều là người có thực lực kinh tế, đôi bên hỗ trợ nhau khá nhiều, hợp tác làm ăn diễn ra suôn sẻ, một vốn bốn lời. Thời điểm này rất phù hợp để hợp tác làm ăn kinh doanh, ký kết hợp đồng mới. Sổ cứ mạnh dạn mưu sự lớn, tỷ lệ thành công sẽ rất cao. Các hạng mục đầu tư cũng có dấu hiệu sinh lời. Tuy nhiên hung tinh ngũ quỷ ẩn tàng nhắc nhở bản mệnh làm ăn muốn lâu dài và bền vững thì phải đi theo con đường chính thống, không nên có tư tưởng đi đường tắt, kẻo lợi bất cập hại. Trong những hạng mục mà bản thân vẫn chỉ là tay mới, chưa có nhiều kinh nghiệm, anh chị cũng không nên liều lĩnh. Tốt nhất chị nên dừng ở quy mô nhỏ, tránh làm lớn vì tỷ lệ rủi ro cao. Ngoài ra khi nhìn thấy có dấu hiệu sinh lời thì có thể rút lợi nhuận ngay khi có thể để hạn chế rủi ro không đáng có. Buôn bán cũng khó tránh cạnh tranh, làm ăn cần giấy trắng mực đen cho chắc chắn, đề phòng đối phương lật lọng. Giấy tờ sổ sách cần phải rõ ràng, ghi chép cụ thể và chi tiết để tránh tình huống rắc rối về sau. Nhìn chung thời gian này không còn cảnh chi tiêu eo hẹp, trái lại tài chính dư dả nên sổ muốn làm gì thì làm đấy, không ai ngăn được. Anh chị cũng có thể đi du lịch để mở mang đầu óc, làm mới bản thân và cũng là tạo ra những cảm hứng mới cho giai đoạn tiếp theo. Tử vi tháng 7 2024 tuổi Tuất âm lịch, vận trình tình duyên của người tuổi Tuất thuận buồm xuôi gió, một gia đình êm ấm sẽ mang lại cho anh chị nhiều động lực hơn trong cuộc sống. Tháng mới khi ngũ hành tương sinh càng giúp cho tình cảm vợ chồng thêm phần nồng thắm. Người độc thân có quyền hy vọng về một tương lai tốt đẹp. Thế nhưng đừng vì thế mà trở nên quá phụ thuộc vào cô ấy, anh ấy. Nếu không sẽ có lúc họ cảm thấy bị bó buộc, không thoải mái trong mối quan hệ này đấy. Thực thần ghé thăm, dự báo vận may quý nhân, giúp anh chị hưởng lợi từ lời khuyên của những người lớn tuổi hơn. Người độc thân cũng sẽ thành công trong tình cảm. Anh chị có thể bất ngờ phải lòng ai đó. Đừng để cho những phân tích quá logic ảnh hưởng tới cuộc sống của mình. Hãy tận hưởng những giây phút hạnh phúc và thả mình theo dòng chảy cuộc đời. Theo dõi tử vi tháng 7 2024 tuổi Tuất âm lịch, sức khỏe của tuổi Tuất không có gì đáng ngại, bệnh nặng không có, thể trạng vẫn duy trì chỉ số ổn định. Tuy nhiên, anh chị có thể gặp một vài triệu chứng khó chịu do lo nghĩ về công việc. Thời gian này, vì áp lực công việc mà bản mệnh dễ bị mất ngủ, ngủ không ngon giấc. Để cải thiện vấn đề này, ban ngày bản mệnh nên vận động nhiều hơn, buổi tối mới có thể ngủ ngon hơn. Bên cạnh đó, anh chị cũng cần chú ý chăm sóc sức khỏe tinh thần hơn. Tuy công việc bận rộn, lại thường xuyên gặp áp lực có thể khiến anh chị gặp tình trạng căng thẳng, nhưng chỉ cần suy nghĩ lạc quan hơn, tự tin thì mọi chuyện mới suôn sẻ thuận lợi, đừng tự tạo thêm áp lực cho mình. Tiếp theo đến với tháng 8, xem tử vi mệnh phát tài. Tháng này bản mệnh dồn hết tâm sức cho sự nghiệp của mình. Tuy nhiên nếu đặt công việc lên trên tình cảm và sức khỏe của mình là điều không nên đâu con giáp tuổi Tuất nhé. Nếu có thể, nên tìm giải pháp cân bằng hơn bằng việc lên kế hoạch, xác định thời gian cho từng việc. Đây cũng là thời điểm thích hợp để anh chị bày tỏ quan điểm cá nhân đối với đồng nghiệp trong công việc. Điều này sẽ mang lại những kết quả bất ngờ. Tam hội còn mang tới những cơ hội hợp tác thành công để bản mệnh cảm thấy tự tin hơn trong việc ký kết và cùng làm ăn với những người phù hợp, có chung mục tiêu và ý tưởng. Không chỉ có thế, việc tham gia một vài hoạt động ngoài trời sẽ giúp anh chị lấy lại năng lượng. Biết đâu anh chị sẽ nhận ra sức mạnh tiềm ẩn bấy lâu của mình. Trong công việc chuyên môn, anh chị sẽ nhận được thử thách mới khá thú vị. Một người đồng hành mới sẽ thắp sáng tâm trạng u ám của anh chị ở thời điểm này. May mắn là tư duy của anh chị cởi mở nên anh chị sẵn sàng lắng nghe, cân nhắc thêm chứ không cố tình gạt đi nhanh chóng. Theo dõi tử vi tháng 8 2024 của 12 con giáp âm lịch, phương diện tài lộc của sổ cũng không khá khẩm hơn là bao. Công việc giảm sút kéo theo tài chính bất ổn, thậm chí còn có dấu hiệu hao hụt khá rõ. Nhìn chung con giáp này sẽ phải nỗ lực rất nhiều thì mới hạn chế được tình trạng hao tốn tiền của. Đây là
là Thán Sửu bị Tương Hại cục án ngữ, lại không được nguyệt lệnh che chở, các kế hoạch cầu tài của bản mệnh khó suôn sẻ như ý. Có những việc tưởng đã thành công mười mươi, tiền sắp về đến tay thì lại bất thành, khiến con giáp này vô cùng hụt hẫng và tiếc nuối. Tháng này cũng không thích hợp để đầu tư mạo hiểm, các hạng mục đầu tư nhỏ có thể hòa vốn và tính an toàn cũng cao hơn. Anh chị nên cân nhắc vấn đề này, việc gì cũng nên tiến hành dần dần, có kế hoạch rõ ràng, đừng chạy theo cái lợi trước mắt hay nghe lời dụ dỗ mà dốc tiền vào một chỗ, rất dễ bị lừa gạt, tiền mất tật mang. Chi phí sinh hoạt tăng cao, bản mệnh khó tránh được phải tiêu tiền cho những nhu cầu cần thiết cho bản thân và gia đình. Càng như vậy, anh chị càng nên chi tiêu liều cơm gắp mắm, cân đối các khoản hợp lý thì mới không rơi vào cảnh phải đi vay mượn. May mắn mệnh chủ được giải thần trợ giúp, khó khăn rồi cũng sẽ được gỡ gạt phần nào, không phải lo lắng thái quá. Làm gì cũng cần tự tin vào quyết định của chính mình. Dù người khác có nói gì đi nữa, ý kiến của anh chị vẫn là quan trọng nhất. Xem tử vi tháng, phương diện tình duyên của Sửu trong tháng mới khá kém sắc, thậm chí lứa đôi dễ cãi cọ về những quan điểm mâu thuẫn nhỏ nhặt. Nếu không biết kiềm chế bản thân, tình cảm lứa đôi có thể sẽ rạn nứt. Có thể trong thời gian qua, con giáp này quá mải mê với công việc nên khó chu toàn cả vấn đề tình cảm riêng tư. Tình cảm không được bồi đắp thường xuyên sẽ dẫn đến xuất hiện khoảng cách, nguội lạnh rất nhanh. Công việc vốn đã áp lực, nhưng nếu không được nửa kia thông cảm, con giáp này rất dễ mất kiên nhẫn trước những trách móc từ người ấy. Tuy nhiên vấn đề có thể không nghiêm trọng đến vậy nếu ban đầu anh chị lựa chọn chia sẻ với đối phương thay vì im lặng làm mọi thứ một mình. Người độc thân nên dành nhiều thời gian gặp gỡ, hẹn hò nhiều hơn mới mong đường tình duyên có nhiều khởi sắc. Một số anh chị thường xuyên buồn phiền, đa sầu đa cảm, có những suy nghĩ tự ti nên ngại không muốn mở rộng lòng mình, khó có thể tìm được một người như ý. Tử vi tháng 8 2024 tuổi Tuất âm lịch chỉ ra một số vấn đề liên quan đến sức khỏe như bị lây bệnh hoặc bệnh cũ tái phát. Việc này sẽ khiến cuộc sống của anh chị trở nên phiền toái hơn. Thiên cẩu có thể gây hại cho sức khỏe của con giáp tuổi Tuất ở thời điểm hiện tại. Vì thế tháng này phải để ý hơn tới sức khỏe của mình, không được chủ quan. Tháng này anh chị cũng nên để ý cả vấn đề năng lượng của bản thân. Ví dụ bản mệnh cũng nên tránh xa những người có năng lượng tiêu cực, ở gần bên họ quá lâu khiến anh chị luôn có cảm giác khó chịu, bức bối, mệt mỏi và căng thẳng. Sau đây là một số lời tiên tri cho nam mệnh và nữ mệnh, phần này cực kỳ quan trọng, anh chị không nên bỏ qua. Thái Ất tử vi 2024 cho tuổi Canh Tuất dương nam. Quý ông tuổi Canh Tuất rất thích tìm tòi học hỏi, mau hòa nhập cuộc sống, phù hợp với nhiều môi trường khác nhau. Thêm nữa là người giàu lòng tự tin, túc trí đa mưu, ý chí vững mạnh, lại chịu khó theo đuổi sự nghiệp đến cùng, nên sự nghiệp cũng vì thế mà dễ thành. Nhưng vì có nhiều tham vọng, ít khi bằng lòng với hiện tại, nên đường công danh phải nhiều lần đổi thay, thiếu sự liên tục nên khó làm nên nghiệp lớn. Cuộc đời có hai giai đoạn, lúc thì tiền bạc phủ phê, được lòng nhiều người, lúc thì vất vả gian nan, phải chịu đựng nỗi thống khổ mà không ai giúp. Với tính năng động, thích bay nhảy, lòng hay thay đổi, nên quý ông tưởng tượng mình gây rối ren trong chuyện tình cảm. Nếu chín chắn và chế ngự được ham muốn, sẽ hưởng được nhiều hạnh phúc trong hôn nhân. Đa phần quý ông tuổi Canh Tuất thường có cuộc sống đầy thân trầm từ sự nghiệp cho đến tình cảm gia đình. Tuy nhiên nếu biết tu tâm dưỡng tính, tạo nhiều phước đức mới có cơ hội được an nhiên. Đừng bao giờ có suy nghĩ đứng núi này trong núi nọ thì mọi việc sẽ được yên, dần già cũng tạo được cơ ngơi bền vững. Sơ lược nam sinh năm 1970 Canh Tuất, bây giờ đã vào hậu vận, gia đình sự nghiệp cũng tạm yên nên thủ thường an phận, tuổi già hưởng nhiều phúc lộc. Thái Ất tử vi xin trình bày những sao hạn vận thế về sự nghiệp, tình cảm và sức khỏe để quý ông tường lãm và chuẩn bị cho cuộc sống trong năm 2024. Vận mạng người tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 trong năm 2024 như thế nào? Năm nay quý ông gặp sao Thủy Diệu chiếu mạng, mệnh chủ bị hung tinh này chiếu, thường gặp chuyện buồn phiền, nhưng khi đi xa lại có tài lộc.
với hạng thiên tinh, dễ sinh tranh chấp, đôi co hoặc rắc rối về hồ sơ giấy tờ. Quý ông nên cẩn thận hơn trong việc ký kết hợp đồng, suy nghĩ kỹ càng trước khi có quyết định đầu tư và nên chọn bạn mà chơi để tránh bị hớt tay trên. Về tứ trụ với thiên hư địa tổn, cuộc sống có nhiều bất lợi từ công việc làm ăn cho đến gia đình tình cảm. Phần niên thử quy điền, nếu quay về lối sống như trước kia thì sẽ mang nhiều lợi ích hơn. Phối hợp các yếu tố trên, đứng về mặt ngũ hành để luận giải, năm nay can mậu thuộc dương, ngũ hành hợp hỏa, trung vận là thái chủy, hỏa vận thái quá. Đối với quý ông mạng kim gặp năm hỏa có nhiều bất lợi, công danh sự nghiệp dễ bị hao tổn, bản thân cũng dễ bị ốm đau, nạn tai, sao hạn vận thế đều bất an, không nên tính chuyện đại sự, nhất là vào khoảng giữa năm, hỏa rất vượng, càng khiến cho cuộc sống thêm khó khăn, nhưng được vận niên khá tốt, quý ông chỉ nên làm các việc cũ trong môi trường cũ, vẫn có thu nhập dễ dàng, có thể đủ chi dụng trong năm mà thời hư vận xấu này. Hơn nữa, đây là năm tam tai, có thể xảy ra nhiều việc chẳng lành, nên phòng tai nạn và cẩn thận trong các mối quan hệ, có thể bị tai tiếng vu vạ. Có thể nói, đây là năm khá khó khăn đối với quý ông. Sự nghiệp tài chính, xét về mặt tử vi, tiểu vận đi vào sinh địa, có lợi cho danh lộc lẫn sức khỏe, đồng thời còn có khả năng ngăn chặn, hóa giải các sự chẳng lành do sao hạn xấu gây ra. Đại hạn 10 năm, từ 56 đến 65 tuổi, với hỷ thần thiên phủ, cuộc sống đầy đủ an vui và sự nghiệp có phần hưng thịnh. Tiểu hạn năm nay được ảnh hưởng tốt của đại hạn, lại thêm hưng vượng phát tài. Cung tiểu vận có triệt tọa thủ, hóa giải tất cả các ảnh hưởng của các sao đồng cung, còn có thể làm cho vận tốt trở nên xấu đi. Tình trạng này có thể xảy ra nhiều việc bất thường, ngoài phán đoán, làm cho cuộc sống trở nên bấp bênh, khó ổn định. Thêm nữa với cảnh nội binh ngoại tướng, công danh tài lộc có nhiều rối rắm, mọi việc cần phải dè dặt, đề phòng những mối đầu tư kẻo rước họa vào thân. Chiếu có hóa lộc, hóa khoa hội cùng thanh long uy tín, địa vị tăng trưởng, tiền bạc dễ kiếm, có thể ngăn cản phần nào bệnh nạn xâm hại thân tâm. Bên cạnh những thuận lợi, cũng có tuế phá thiên hư phục binh địa võng, gây nhiều trở ngại, tổn hao cần phải đối phó. Cung mệnh ở tuổi 59 có thiên cẩu bát tọa điếu khách, dễ sinh phiền muộn nạn tai hoặc xảy ra mất mát mà không lường trước được. Về tài chánh, với lộc tồn đáo hạn, quý ông có nhiều thuận lợi trong tay, nhưng khi có lợi lớn dễ kèm theo hung họa, mọi việc nên dè dặt cẩn thận. Nhìn chung các mặt từ sao vận đến tử vi, năm nay xấu lẫn vào tốt, may mắn ẩn tàng hung họa, nhưng nhờ tiểu vận đi vào sanh địa, quý ông vẫn có nhiều thuận lợi về sự nghiệp cũng như gia đình. Tuy nhiên đừng xem thường sự việc, đừng quá đà khi xông trận, lúc gặp khó khăn sẽ không đủ sức để hóa giải. Đặc biệt phải chú tâm giữ gìn sức khỏe và xét đoán tình thế trong việc dùng người. Tình cảm, năm nay cuộc sống có nhiều xáo trộn, vui buồn lẫn lộn, con đường tình cảm vướng nhiều khúc mắc lo âu. Quý ông là người chủ gia đình, thường quan tâm đến đời sống vợ con hơn là chạy theo danh lộc. Năm nay có cơ hội để sắp xếp những việc mà từ lâu đã ôm ấp, sự dứt khoát và dồn hết tâm sức, quý ông sẽ thay đổi được tình trạng, trở nên thoải mái, hạnh phúc hơn. Với tang hổ khốc hư, bản thân và vợ con có người đau ốm gặp chuyện không lành, nhờ phước đức mới tránh được phần nào tai hại. Bên cạnh chuyện buồn phiền cũng có hỷ thần khôi việc, các con cũng đem lại niềm vui, có người lập gia đình hay học hành thành tài, có công việc làm ăn tốt, quan hệ bằng hữu nên giảm thiểu, dễ bị mang tai tiếng và oán trách nhiều hơn là niềm vui. Đi xa thăm viếng, vui chơi phòng tai họa. Đối với quý ông độc thân năm nay, quan hệ tình cảm không có gì đặc biệt, nhưng nếu muốn chấm dứt cuộc sống độc thân cũng là điều nên làm. Khai trương nhận việc xuất hành nên chọn giờ chẵn, ngày lẻ tháng lẻ sẽ được thuận lợi hơn. Sức khỏe năm nay sao hạn khá tốt, sức khỏe cũng bình an, nhưng vì hỏa quá vượng nên quan tâm đến các bệnh về mắt và huyết áp, đặc biệt phải cẩn thận trong việc ăn uống, dễ bị trúng độc hay bệnh đường ruột. Tiếp theo là Thái Ất tử vi 2024 cho tuổi Canh Tuất dương nữ. Quý bà tuổi Canh Tuất tuy ngoài mặt ngay thẳng, nói lời cứng rắn, nhưng tâm hiền lương rộng rãi với mọi người, là người cao số, tuổi nhỏ thường khó nuôi, vốn hay đau yếu bệnh hoạn, nhưng số lại có thể hưởng trường thọ. Thuận sanh vào mùa thu sẽ có cuộc sống giàu sang, được hưởng ấm no hạnh phúc gia đình. Nghịch sanh vào mùa hạ thì vất vả gian nan, lao tâm khổ trí và đường tình duyên cũng không mấy êm đẹp. Quý bà là người vô cùng thông minh, tính toán giỏi, lại cẩn thận,
có nhiều năng lực, quyết đoán, muốn làm là phải làm bằng được, nên khi gặp thời sẽ nắm bắt được cơ hội mà giành được thành công. Tuy nhiên, đối với phái nữ, nhâm là nghịch số, nên đời thường bôn ba đổi dời, tiền bạc khó nắm, đi sâu vào hậu vận mới có thể an nhiên. Sơ lược nữ sinh năm 1970, canh tuất, bây giờ đã đi sâu vào hậu vận, cuộc sống tương đối ổn định, nhưng có người vẫn còn lận đận lao đao. Nếu biết tu dưỡng, tạo thiện nghiệp, tuổi già sẽ được thanh thản an nhàn. Thái Ất tử vi xin trình bày những sao hạn vận thế về sự nghiệp, tình cảm và sức khỏe để quý bà tường lãm và chuẩn bị cho cuộc sống trong năm 2024. Vận mạng người tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 trong năm 2024 như thế nào? Năm nay quý bà gặp sao Mục Đức chiếu mạng, thường gặp may mắn, danh lộc tốt, mưu sự dễ thành. Sao Mục Đức thuộc hành mộc, đối với mạng mộc quý bà lại thêm nhiều ý nghĩa tốt đẹp. Trong năm khó khăn đều có quý nhân giúp đỡ, tài lộc dựa theo thời cơ mà mau đến, không cần bỏ sức quá nhiều. Hạn gặp tam kheo khá nhẹ nhàng, chỉ nên phòng xe sát tay chân, lái xe cẩn thận để phòng tránh tai nạn. Về tứ trụ với thiên hư địa tam tai, công việc không thuận thời, thường gặp chống trái gây khó khăn, hao tốn gia đạo cũng bất an. Vận niên thử quy điền rất có lợi về tài lộc, làm ít hưởng nhiều, có hoàn cảnh thuận lợi để mưu sinh. Phối hợp các yếu tố trên đứng về mặt ngũ hành để luận giải. Năm nay can mụ thuộc dương, ngũ hành hợp hỏa, trung vận là thái chủy, hỏa vận thái quá. Đối với quý bà mạng kim, gặp năm hỏa vượng có nhiều khó khăn, hơn nữa đây là năm tam tai, có thể xảy ra nhiều chuyện xấu khó lường, mọi việc nên cẩn thận. Sao hạn vận niên đều tốt, có nhiều yếu tố để thành công, nhưng vận thế hoàn toàn bất an, càng làm nhiều càng gặp trở lực và gia đình sức khỏe cũng có nhiều vấn đề phải lo. Chỉ nên hoạt động trên lĩnh vực đã quen thuộc, vẫn có nhiều lợi nhuận, vừa tránh dễ bắt trắc. Nếu còn khỏi nhiều ham muốn thì còn phải đương đầu sóng gió, dù có thắng cũng vượt nhiều gian nan. Có thể nói năm nay tốt xấu đang xen và sự lựa chọn là ở quý bà. Sự nghiệp tài chính, tọa cung tiểu vận có long trì tướng quân quốc ấn, công danh tài lộc vẫn thăng tiến, có người giúp đỡ hay gặp may mắn. Bên cạnh cũng có thiên la tuần, sự việc có lúc bị trì trệ, tinh thần có phần lui sụp hoang mang. Nếu đang làm việc ở hãng xưởng công sở, địa vị vẫn duy trì, được thượng cấp tin cậy, nhưng cũng có những biến động có thể gây trì trệ. Nếu ở ngành nghề tự do, lộc tài phát đạt, nhưng thất thường làm cho quý cô không ít lo lắng và ưu tư. Hội chiếu có nhiều phá bại tinh, quý cô nên dè dặt trong các mối quan hệ, dễ bị ganh tị, chống phá, gièm pha. Đặc biệt trong giao dịch tài chính phải nên cẩn thận, tránh đầu tư hùng hạp vào các lĩnh vực không chuyên, có thể mất trắng, nên bình tĩnh chờ đợi thời cơ. Sự việc sẽ có chuyển biến tốt, càng vọng động càng thiệt hại nhiều. May mắn quý cô có nhiều phúc tinh, quý tinh hội chiếu với tứ linh cách, long hổ, phượng cái và mã lộc tướng ấn. Quý cô ít khi lâm vào tình cảnh khó khăn vì có quý nhân giúp đỡ. Cùng hạn có suy dưỡng kình nên cũng khó tránh ốm đau, lo lắng đưa đến suy thoái nhiều mặt từ sự nghiệp cho đến sức khỏe tinh thần. May nhờ có hoa phượng giải sẽ làm giảm đi phần lớn những việc chẳng lành. Cung mệnh có tuế phá đại hao, sự nghiệp không thuận phạm vào đại hao, nên cẩn thận phòng người ngoài lo lắng bên trong. Sự nghiệp không thuận đừng nên tính chuyện làm ăn lớn. Cung tài bạch với thiên trụ hóa lộc, tiền bạc vẫn dồi dào, nhưng nên cẩn thận trong giao dịch tài chính vì có đại tiểu hao hội nhập, có thể phải tiêu hao không nhỏ. Tình cảm, năm nay cung mệnh hội nhập nhiều sao xấu, ảnh hưởng nhiều mặt khiến cho niềm vui trong chuyện tình cảm cũng khó lòng trọn vẹn. Nếu đã có gia đình, tình cảm vợ chồng không nhiều thì ít cũng phát sinh những nghi ngờ, mất đi phần nào ấm êm. Với thiên hư phá toái, tâm trạng quý cô dường như có điều u uẩn, khó chia sẻ cùng ai, nên không khí gia đình có phần nặng nề, thiếu vắng tiếng cười hạnh phúc. Dù sao các con vẫn là niềm hạnh phúc chung. Với thiên khôi hỷ thần hoa, con cái học hành tấn tới đạt được mong muốn của cha mẹ là niềm tự hào của gia đình. Mọi quan hệ không cần thiết nên giảm bớt để tránh rắc rối dây dưa, cũng không nên bôn ba đi đây đi đó nhiều, không có lợi cho bổn mạng. Đối với quý cô còn độc thân, chuyện tình cảm năm nay cũng không có gì mới lạ tốt đẹp. Nếu con tim có rung động cũng chỉ là trạng thái nhất thời, mau chóng trôi qua. Tình có cũng như không, tuy không phải là năm thuận lợi, nhưng quý cô đã có một cuộc tình bền lâu, muốn tiến tới hôn lễ cũng không có gì kiêng kỵ.
khai trương nhận việc xuất hành nên chọn giờ lẻ, ngày lẻ, tháng lẻ, mọi việc sẽ được thuận lợi hơn. Sức khỏe, năm nay cuộc sống nhiều lo âu, dễ sinh mất ăn mất ngủ, cần quan tâm đến các bệnh tim mạch, chóng mặt, nhức đầu và rối loạn khí huyết, không nên lo lắng thái quá, cần bồi dưỡng nghỉ ngơi thì bệnh hoạn khó xâm nhập. Lái xe cẩn thận, bổn mạng có suy nhưng không nguy, nhiều việc chẳng lành trong công việc cũng như sức khỏe nên phòng tai nạn xe cộ và giảm việc đi xa. Vậy là xem đến đây anh chị đã biết được sự thật chấn động. Sự thật chấn động, canh tuất 1970 may mắn ngập trời, tài vận bùng nổ, giàu có bất ngờ đúng 3 tháng tới. Hãy áp dụng ngay những thông tin cần thiết vào cuộc sống để có được một tương lai tốt hơn. Cảm ơn quý anh chị đã dành thời gian lắng nghe. Tôi không biết vì lý do gì mà giữa hàng trăm hàng nghìn video ngoài kia mà chúng ta lại có thể gặp nhau tại đây. Nhưng đã hữu duyên như vậy thì mệnh phát tài cũng muốn nhắc nhở quý anh chị giữ gìn sức khỏe, ăn uống đầy đủ và đừng thức khuya quá. Và nếu có những áp lực hay muộn phiền gì thì đừng quên anh chị còn có mệnh phát tài ở bên cạnh. Chúc anh chị có thật nhiều sức khỏe và luôn giữ vững tinh thần yêu đời và lạc quan. Còn phần 2 sau đây, anh chị phải thật tĩnh tâm mới hiểu và nhận tài lộc được. Anh chị biết vì sao không? Hãy lắng nghe nhé. Bảo lộc cực lớn, canh tuất 1970, đúng cuối tháng này được lộc trời cho, cải vận thay mệnh, trúng số tiền tỷ. Thưa quý anh chị tuổi canh tuất thân mến, mệnh phát tài không tôn sùng một lối sống vật chất, cũng không cổ vũ cho việc sử dụng mọi thủ đoạn để kiếm tiền vào thân, không thực dụng nhưng hãy là người thực tế. Cơm ta cần ăn, áo ta cần mặc, nhà ta cần hưởng, dự phòng bảo hiểm ta cần chuẩn bị khi ta bị ốm đau, bố mẹ ta dần có tuổi, bạn đời cũng cần ta san sẻ và gánh vác, thế hệ sau cũng cần có bàn đạp để bước tiếp trên đường đời. Và vì thực tế nên tôi chỉ biết chăm chỉ, đổi công sức, đổi thanh xuân để mua lấy sự bình an cho những trách nhiệm phải gánh gồng. Có sao đâu nhỉ, cuộc nhân sinh mà mình có cố gắng, có phát huy, có thử nghiệm, có trải nghiệm, có vấp ngã, có tự thành mới là cuộc nhân sinh nhiệm màu và đầy ý nghĩa. Để đến một ngày khi có tuổi, có thể ngồi nhấp một ngụm trà xanh, nhai một chiếc kẹo lạc, đi một vài quân cờ kiểu ngáo ngáo và kể lại cho người ngồi cạnh về một thời thanh xuân tôi đã hết mình phấn đấu, cải vận cải mệnh để truy tìm sự tự thành vào thân. Theo mệnh phát tài luận giải chính xác thì đúng cuối tháng này, bản mệnh tuổi canh tuất sẽ được các tinh soi chiếu, chính ấn chỉ đường, tiền tài thăng hoa, bản mệnh từ đây cải vận thay mệnh, sống trong giàu sang. Từ nay cái mệnh canh tuất sẽ khác, tuy đã có tuổi nhưng chưa bao giờ là muộn với mong cầu phú túc an yên. Tuy nhiên có một điều cần loại bỏ ngay khỏi cuộc sống của canh tuất nếu không muốn tán gia bài sản, đại họa triền miên. Vậy không để mất thêm thời gian, anh chị hãy cùng mệnh phát tài đi tìm hiểu ngay nhé. Đôi lời gửi tới canh tuất cho những ngày tháng vất vả ngược xuôi. Ai cũng thích được làm một người đơn thuần, tức vạn sự theo bản tâm, triệu sự không cần suy tính. Muốn ăn thì ăn, muốn chơi thì chơi, muốn đi thì đi, mà muốn nghỉ thì nghỉ. Nhưng cuộc đời đâu có dễ dàng đến thế, muôn nẻo bôn ba, chỗ đâu cho những mong muốn đơn thuần. Có đôi khi muốn ăn thật ngon thì đời lại không cho đủ tiền nong chi phí. Có khi muốn ngủ thật yên thì đêm nằm vắt tay lên trán, đủ thứ ảo não sầu buồn. Muốn đi chơi thì người bạn đời lại cau có. Muốn buông lơi thì đủ thứ trách nhiệm cần gánh vác trong đời. Thực tế đôi khi hơi tàn nhẫn nên thế giới này hơi hiếm chỗ cho những kẻ mộng mơ. Con người cũng đôi khi quá thực dụng, vậy nên nhiều sự sẽ khó khăn với những người mang suy nghĩ đơn thuần. Nhưng không có nghĩa là ta cần phải mưu mô hoặc là phải thâm trầm tính toán hoặc chán nản buông xuôi. Đôi khi ta chỉ cần nhớ kiên cường bản tính và hết tình bản tâm. Cái trách nhiệm không thể né tránh thì hãy hiên ngang mà đối diện. Phấn đấu một đời, thành bại tùy thiên ý, nhưng sẽ luôn khắc cốt ghi tâm, làm hết lực, chơi hết sức, nỗ lực hết mình, chăm chỉ trí hình. Ta muốn ngao du cùng thiên địa, muốn trải đủ nhân tình thế thái của thế gian, ngắm đủ phong cảnh bao la của đất trời rộng lớn, muốn giúp những người mình yêu quý, muốn để sinh tồn có ý nghĩa trong cõi nhân gian, sự nghiệp có dựng xây, góp phần cho xã hội, thì cái giá ta phải đổi cho sự bất phàm
luôn là những vất vả khốn cùng để leo đỉnh Phù Vinh, vậy nên hãy kiên cường. Đúng cuối tháng này là thời điểm nếu người tuổi Tuất có mãi giữ những suy nghĩ tiêu cực, bi quan thì những việc tưởng chừng đơn giản cũng sẽ trở nên khó khăn hơn nhiều. Vì thế tháng này, anh chị cần cố gắng vượt qua những thất bại không mong muốn, luôn suy nghĩ tích cực để có thể hướng tới tương lai. Nguyệt lệnh Lâm Tử khiến cho nhiều công việc của bạn mình đều gặp phải sự cố bất ngờ. Anh chị hãy nghiêm túc và bình tĩnh để tìm ra hướng giải quyết phù hợp. Anh chị vốn là người có tài, chỉ cần anh chị thực sự cố gắng thì không việc gì là không thể giải quyết. Ngoài ra, anh chị cũng cần hạn chế suy diễn, làm phức tạp hóa vấn đề. Hãy học cách đánh giá sự việc trên nhiều góc độ khác nhau, đừng quá cố chấp, như vậy anh chị sẽ nhanh chóng tìm ra hướng đi phù hợp. Bên cạnh đó, tử vi tuổi Tuất âm lịch khuyên anh chị cũng có thể hỏi xin sự trợ giúp của mọi người xung quanh, bởi ai cũng sẵn sàng đưa ra cho anh chị những gợi ý hữu ích. Trên thực tế, anh chị không bị kẻ tiểu nhân dòm ngó, vì vậy hãy tin tưởng vào mọi người xung quanh nhiều hơn, như vậy thì anh chị cũng sẽ tự giảm được áp lực cho bản thân. Theo tử vi của 12 con giáp âm lịch, vấn đề tài chính của người tuổi Tuất chẳng những không tăng là mấy mà còn xuất hiện nhiều nguy cơ bất lợi, nhắc nhở bạn mệnh cần tính toán cho cẩn thận. Dù có thiên tài chiếu mệnh, song vận may không là bao so với vận hung và nguyệt lệnh lâm tuyệt gây ra cho vận khí tháng mới của tuổi này. Theo đó, tài lộc chưa có dấu hiệu tăng tiến, thậm chí có nhiều thời điểm còn giảm sút bất ngờ. Tháng này, nếu anh chị có thể duy trì thói quen chi tiêu khoa học và tiết kiệm thì đã có thể coi là tín hiệu đáng mừng, chứng tỏ mọi thứ vẫn còn nằm trong tầm kiểm soát. Hung vận lớn còn cảnh báo nguy cơ bị lừa gạt tiền bạc, nhất là trong khâu chọn đối tác hợp tác làm ăn. Nếu không đủ tỉnh táo, rất có thể anh chị sẽ phải chịu nhiều thiệt thòi. Trong tháng, nếu có nhận được những lời mời gọi đầu tư kinh doanh, bản mệnh chớ vội tin ngay vào những hứa hẹn lợi nhuận, vì không có miếng bánh ngọt nào tự nhiên từ trên trời rơi xuống. Rất có thể phía sau đó có nhiều bẫy rập và rủi ro mà anh chị không lường hết được. Ngoài ra, nếu đang muốn tham gia đầu tư cờ bạc cá độ đỏ đen thì tốt nhất dừng lại càng sớm càng tốt. Nếu cứ giữ tâm lý được ăn cả ngã về không thì không cẩn thận sẽ trắng tay không chừng. Chi tiêu cần liệu cơm gắp mắm, tốt nhất có kế hoạch rõ ràng để không rơi vào tình trạng vay mượn. Nhưng quá mức thắt chặt chi tiêu cũng khiến cuộc sống thêm căng thẳng. Thay vì thế, bản mệnh nên lựa chọn cuộc sống phù hợp với thu nhập hiện tại, hoặc tìm thêm việc tay trái để kiếm thêm nguồn thu nhập, đảm bảo chất lượng cuộc sống. Về tình duyên, bản mệnh có thể sẽ đón nhiều tin vui trong chuyện tình cảm. Nguyệt lệnh lâm đất trường sinh giúp đào hoa khởi vượng. Nếu còn độc thân, sẽ có nhiều cơ hội cho tuổi Tuất lựa chọn người thực sự phù hợp với mình. Các mối nhân duyên của anh chị có thể sẽ bắt đầu từ mai mối, do đó con giáp này không nên từ chối các cơ hội được giới thiệu từ bạn bè. Tuy nhiên, nhân duyên vượng sẽ kỵ nhất là thái độ mập mờ, không dứt khoát hay đứng núi này trong núi nọ. Nếu không, anh chị sẽ rất dễ đánh mất cơ hội tìm thấy hạnh phúc đích thực. Với các cặp đôi, đường tình duyên của con giáp này không có gì đáng ngại, vì anh chị biết cách cân đối thời gian hợp lý để không phải phân vân lựa chọn giữa sự nghiệp và tình yêu. Cả hai nên dành thêm thời gian chia sẻ với nhau thì mối quan hệ sẽ luôn bền chặt. Người đã có gia đình thì dễ dàng hòa giải bất đồng. Cả hai biết đứng trên lập trường của người kia để suy nghĩ, nên nhanh chóng đồng cảm với sự khó khăn của nửa kia. Những người lớn tuổi thì nên kiềm chế lời nói khắc nghiệt, tránh gây ức chế cho con cháu. Tháng mới có nhiều tin vui báo về, trạng thái tinh thần của thân thêm phần phơi phới, vui tươi, cũng góp phần giúp cải thiện thân trạng của bản mệnh. Vận trình sức khỏe nhìn chung ổn định, chỉ cần anh chị chú ý điều tiết thời gian làm việc và nghỉ ngơi, đừng ham hố công việc tới mức quên ăn quên ngủ, khiến sức đề kháng giảm sút, tạo điều kiện tốt cho bệnh tật hoành hành thì không có gì phải lo lắng. Tuy nhiên, hay đau ốm bệnh tật, nhưng con giáp này vẫn nên duy trì tập luyện thể dục thể thao để tăng cường sức khỏe. Ngoài ra, khi tham gia giao thông cũng nên tập trung tinh thần để tránh bị sự cố đáng tiếc. Anh chị canh thuốc còn đang lắng nghe không à? 2024 thuận lợi hay đại hạn, chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu ngay tại video số này. Cuối năm 2024 sẽ có nhiều điều bất ngờ xảy tới.
tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 nên có sự chuẩn bị kỹ càng, tránh bị sốc tâm lý. Tuy nhiên đó cũng là thời cơ để anh chị rèn luyện bản lĩnh, trở thành một người giỏi giang và vững mạnh hơn trước. Các mối quan hệ xã giao về cơ bản là bình ổn nhưng vẫn không thuận lợi cho lắm. Đương số cần phải chú ý cư xử của bản thân, khiêm tốn lắng nghe góp ý của người đi trước, chớ coi nhẹ người đi sau. Chuyện tình cảm không có nhiều biến động, nếu người độc thân muốn tìm được nửa kia thì anh chị nên chủ động mở lòng trước, sức khỏe khá ổn định. Chú ý rèn luyện thường xuyên hơn, đồng thời không nên giữ những cảm xúc tiêu cực trong lòng. 1. Về công việc làm ăn. Tử vi tuổi Tuất 2024 cho thấy tuổi Canh Tuất có thể giải quyết được một vài vấn đề còn bỏ ngỏ trong khoảng thời gian từ trước đó. Bản mệnh có cơ hội thay đổi suy nghĩ, có tinh thần tích cực hơn khi đối diện với khó khăn. Vậy nên dù có gặp những chuyện bất ngờ khó giải quyết, anh chị cũng không rơi vào trạng thái bị động thường xuyên như trước nữa. Nếu cố gắng hết sức mình, anh chị vẫn có cơ hội thăng quan tiến chức, tăng lương, nhận được sự tin tưởng của người làm lãnh đạo và bạn bè đồng nghiệp cơ quan. 2. Về tiền bạc, tài chính. Xem bói tử vi trong năm tuổi của mình, chuyện làm ăn kinh doanh diễn ra không quá thuận lợi. Anh chị có thể gặp phải một vài đối tượng không đáng tin cậy, vì vậy chớ nên nóng vội làm giàu mà đưa ra những quyết định nông nổi, thiếu chính xác, kẻo bị lừa gạt, tiền mất tật mang. Người làm công ăn lương, cơ bản vẫn giữ được mức thu nhập ổn định. Nếu không ngừng cố gắng, thì vẫn có cơ hội thăng chức, tăng lương, cải thiện mức sống. 3. Về tình duyên gia đạo. Đương số được các tinh chủ đào hoa chiếu mệnh, nên chuyện tình cảm có những bước chuyển biến nhất định. Dù là nam hay nữ, bản mệnh đều dễ nhận được sự chú ý của người khác phái. Đối phương có thể là người thường xuyên giúp đỡ anh chị trong công việc, hoặc là người có ý định tiến đến với anh chị. Anh chị cần suy nghĩ kỹ càng trước khi đi đến quyết định cuối cùng. Không nhất thiết phải vội vàng đến với ai, bởi vì anh chị vẫn còn trẻ và có nhiều cơ hội lựa chọn khác nhau. Trong gia đình, anh chị nhận được sự tôn trọng của mọi người, nhưng đừng vì thế mà trở nên kiêu ngạo. Có nhiều khi, anh chị vẫn cần phải chú ý lắng nghe góp ý của người lớn tuổi. 4. Về sức khỏe. Một số hung tinh kích phát suy nghĩ tiêu cực, tự ti, khiến đương số có thể cảm thấy căng thẳng, lo lắng khi phải đối diện với những điều mới mẻ trong cuộc sống. Tuy nhiên, chỉ cần giữ trạng thái tinh thần lạc quan và tích cực thì anh chị sẽ dần tìm ra hướng giải quyết cho mọi việc. Bên cạnh đó, bản mệnh cũng cần chú ý đến chế độ dinh dưỡng, thời gian làm việc, nghỉ ngơi, cũng như thường xuyên vận động để có một sức khỏe tốt. 5. Tuổi Canh Tuất cuối năm 2024 hợp màu gì? Những màu sắc gồm đỏ, tím, hồng, cam hay vàng sẽ mang tới nhiều điều cát lành cho tuổi Canh Tuất trong năm Canh Tuất. Đương số nên thường xuyên sử dụng gam màu này trong cuộc sống. Ngược lại, màu xanh lá lại có thể mang tới một vài điều không may mắn nên hạn chế sử dụng. Vận hạn tuổi Canh Tuất cuối năm 2024 theo sao hạn và lá số tử vi. Xem sao hạn tuổi Canh Tuất cuối năm 2024, tử vi Canh Tuất 2024 nam mạng, sao chiếu mệnh, sao mục đức sao sáng mênh mông, lộc tài xuân hạ thu đông rạng ngời, bán buôn vốn một phát mười, gia môn rộn rã nụ cười ấm no. Mục đức được coi là phước tinh mang lại may mắn, an vui tốt lành, nhất là gia đạo tình cảm, tốt nhất là vào tháng 10 và tháng chạp âm lịch. Tuy nhiên cần đề phòng bệnh tật phát sinh, nhất là liên quan về khí huyết trong cơ thể. Hạn huỳnh tuyền hạn ấy nặng thay, dẫu khỏi tai nạn, khiến rầy ốm đau. Khuyên ai khấn nguyện hết lòng, cúng sao giải hạn thoát vòng tai ương. Đây là hạn xấu, tác động chủ yếu về phương diện sức khỏe. Người gặp sao hạn huỳnh tuyền, dễ đau yếu, bệnh tật nghiêm trọng, mưu cầu danh lợi đều khó thành, dễ xảy ra thất bại. Tử vi Canh Tuất 2024 nữ mạng, sao chiếu mệnh, sao thủy diệu rây rất muộn phiền, gia đình tan tác rối ren không ngừng, tháng 4 tháng 8 coi chừng, họ hàng nội ngoại lề sân chia lìa. Đây là sao tốt chủ về tài lộc, hỷ sự, trong nhà có nhiều chuyện vui, sao này rất tốt cho những người mệnh mộc. Tuy nhiên sao này kỵ nhất là vào tháng 4 và tháng 8 âm lịch, chủ về thị phi, khẩu thiệt mất mát của cải, bị đàm tiếu, nói xấu sau lưng. Đối với nữ giới mà ốm đau bệnh tật thì nguy hiểm nhất là vào tháng 11 âm lịch.
hạng Toán Tận đài hàng. Toán Tận hạng đến thình lình, đàn ông rất kỵ bỏ mình nhiều khi. Toán Tận họa gửi tay bay, văn thơ khẩu thiệt tổn tài ốm đau. Gặp hạng Toán Tận chủ về hao tài tốn của, ốm đau bệnh tật, ra ngoài thì cẩn thận tai nạn xe cộ nguy hiểm tới tính mạng, hay vì tiền mà bỏ cả mạng. 2. Luận hung cát niên vận 2024 theo lá số tử vi. Cung mệnh: sao thiên hỷ, long đức, báo hiệu có chuyện vui, quý nhân giúp đỡ. Hung tinh đà la, tiểu hao, gây hao tán tiền bạc hoặc đau yếu. Cung tam hợp: các sao văn tinh, quán sách, bệnh phù, tuần triệt, gây trở ngại cho công việc làm ăn và sức khỏe. Cung xung chiếu: các tinh thiên khôi, hồng loan, tăng đào hoa và vượng quý nhân. Hung tinh cô thần, hối khí, thiên không, kiếp sát, gò ép về mặt cảm xúc, khiến tinh thần bất ổn, đề phòng tai nạn bất ngờ. Tiểu kết: sao trên lá số tử vi dự báo những điều sau: có quý nhân giúp đỡ, công việc ban đầu tuy gặp trở ngại khó khăn nhưng sao đã kết quả khả quan, sức khỏe giảm sút, tuy không mắc bệnh nghiêm trọng nhưng cũng thường xuyên đau yếu. Cách hóa giải vận hạn cuối năm 2024 cho tuổi Canh Tuất. 1. Hóa giải sao chiếu mệnh xấu. Nam mạng Canh Tuất, thổ tú là hung tinh, đầu năm nên cúng cầu an, giải hạn hoặc mỗi tháng nhằm ngày 19 âm lịch mà cúng sao. Cúng vào lúc 21 giờ, thắp 5 ngọn đèn hướng Tây làm lễ, bài vị dùng giấy vàng và ghi Trung ương Mậu Kỷ Thổ Đức Tinh Quân, rồi khấn cung thỉnh Thiên Đình, Hoàng Trung Cung Đại Thánh, Thổ Đức Thổ Tú Tinh Quân vị tiền. Thổ tú sao ấy phải lo, tháng 4 tháng 8 khó mò bi ai, 19 tế lễ nhằm ngày, cờ vàng 5 ngọn lạy về hướng Tây. Nữ mạng Canh Tuất, vạn hấn là hung tinh, đầu năm nên cầu an giải hạn hoặc mỗi tháng nhằm ngày 29 âm lịch, cúng vào lúc 21 giờ đến 23 giờ, thắp 15 ngọn đèn hướng Tây làm lễ, bài vị cúng dùng giấy hồng và ghi Nam Phương Bính Đinh Hỏa Đức Tinh Quân, rồi khấn cung thỉnh Thiên Đình Minh Lý Cung Đại Thánh, Hỏa Đức Vân Hướng Tinh Quân vị tiền. Vân hướng sao ấy phải phòng, đầu năm cúng bái thoát vòng tai ương, hầm chính cờ hồng kéo ra, đèn đốt 7 ngọn lạy về hướng Tây. 2. Hóa giải hạn xấu cuối năm 2024, nên tu nhân tích đức, làm nhiều việc thiện, giúp đỡ người xung quanh để tăng phúc khí, nên kết giao với những người lương thiện, tránh tiếp xúc kẻ bất lương, kẻo bị lừa gạt tiền bạc như đa cấp, lô đề, cờ bạc, thận trọng trong hoạt động kinh doanh, đầu tư, kẻo hao tài nghiêm trọng. Nếu anh chị có nhiều tiền nên mua bảo hiểm, gửi tiết kiệm, tránh để nhiều tiền trong nhà để phòng trộm cắp, cướp giật hay lãng phí, hao tốn. 3. Hóa giải sao xấu theo lá số tử vi. Để hóa giải sát khí do sao chiếu xấu gây ra, trước khi đi đâu xa hoặc tiến hành việc quan trọng, nên xem ngày tốt xấu, xem kỹ ngày giờ hoàng đạo để mang lại may mắn cho bản thân. Dự báo vận hạn 6 tháng trong cuối năm 2024 cho tuổi Canh Tuất. Vận hạn tháng 7 2024 âm lịch, tuổi Canh Tuất nam mạng, đi lại cẩn thận, đề phòng tai nạn bất ngờ. Tuổi Canh Tuất nữ mạng, gia đình có chuyện vui hoặc tin vui từ xa đưa tới. Vận hạn tháng 8 2024 âm lịch, tuổi Canh Tuất nam mạng, có tiền nên giữ cẩn thận, đề phòng bị mất cắp. Tuổi Canh Tuất nữ mạng, đi xa bất lợi cho sức khỏe. Vận hạn tháng 9 2024 âm lịch, tuổi Canh Tuất nam mạng, có lộc về kinh doanh buôn bán. Tuổi Canh Tuất nữ mạng, có quý nhân giúp đỡ công việc. Vận hạn tháng 10 2024 âm lịch, tuổi Canh Tuất nam mạng, dấu hiệu thăng tiến rõ ràng, chủ động nắm bắt. Gia đạo có xung đột nhưng không quá nghiêm trọng. Tuổi Canh Tuất nữ mạng, đề phòng bị ngộ độc thực phẩm. Vận hạn tháng 12 2024 âm lịch, tuổi Canh Tuất nam mạng, tiêu hao nhiều tiền bạc cho chuyện xây sửa nhà cửa. Tuổi Canh Tuất nữ mạng, hỗ trợ cha mẹ, họ hàng, vấn đề tài chính. Thưa quý anh chị Canh Tuất thân mến, trong mỗi video, Mệnh Phát Tài luôn muốn mang thêm những giá trị cũng như bài học để anh chị có thể áp dụng luôn trong cuộc sống. Ở số này, chúng tôi muốn anh chị được biết đến bí mật của nhân tướng, số mệnh thay đổi tùy theo việc thiện ác của mỗi người. Cổ nhân thường nói, tướng mạo của một người sẽ thay đổi theo tâm, số mệnh sẽ thay đổi thuận theo những việc làm thiện ác của người đó.
Bởi vậy nếu muốn cải mệnh thì trước tiên hãy thay đổi từ tâm. Triều đại nhà Thanh vào những năm Quang Tự, Hàng Châu có một thầy bói vô cùng nổi tiếng tên là Trần Thất. Do thuộc xem tướng của ông rất linh nghiệm, vì thế mọi người gọi ông với biệt danh Quỷ Nhãn Thất. Lúc đó ở Hàng Châu có một vị phú thương tên là Tiết Nhị. Ông cùng hai người anh chị đi xem tướng. Thầy tướng Quỷ Nhãn Thất xem cho người anh chị thứ nhất của Tiết Nhị nói, mùa thu năm nay ông sẽ thăng quan. Xem cho người thứ hai nói, một tháng sau ông sẽ phát tài. Rồi thầy xem tướng cho Tiết Nhị, ông giật nảy mình nói, trên mặt ông xuất hiện màu xám, e rằng không thể sống quá 50 ngày nữa, có thể không qua nổi Tết Trung Thu này. Người anh chị thứ nhất của Tiết Nhị là Văn Thư ở Nha Môn. Có một ngày, khi ông ta lên núi tản bộ, nghe nói Tuần Phủ đại nhân vào trong núi đi săn, ông liền dừng lại để xem. Không lâu sau, ông thấy một con gấu xám đang đuổi theo một người. Để cứu người đó, ông đã nhặt một cây gậy ở bên đường, lao về phía trước tấn công con gấu xám. Một lát sau, có vài vị quân gia chạy tới, cùng chung sức để chế ngự con gấu. Xong xuôi mọi việc mới biết, người bị con gấu đuổi chính là Tuần Phủ đại nhân. Vì để cảm tạ ơn cứu mạng, Tuần Phủ đại nhân đã thăng chức cho ông lên làm tri huyện của một huyện nhỏ. Người anh chị thứ hai của Tiết Nghị là một vị tú tài. Khi đó ông nội của tú tài bệnh tình nguy kịch, báo cho con cháu ở bên ngoài trở về để chăm sóc và căn dặn người nhà rằng ai trở về nhà trước thì cho người ấy 5.000 lượng vàng chôn ở vườn hoa đằng sau nhà. Vị tú tài này rất hiếu thuận nên đã vội vã đi liên tục cả ngày đêm để trở về quê sớm. Lúc vị này về nhà thì ông nội vẫn chưa tắt thở, lập tức đưa 5.000 lượng bạc cho vị ấy. Tiết Nhị thấy một loạt những phán đoán của vị thầy tướng đều ứng nghiệm, cho rằng mình sẽ không thoát khỏi được số mệnh. Thế là mang hết tiền tài mình có đi khắp nơi, làm việc thiện, xây cầu đường, bố thí cho người nghèo. Ông nghĩ, cái chết sớm muộn gì cũng đến, mình cớ gì phải buồn rầu lo lắng. Có một ngày Tiết Nhị đến sông Tiền Đường tản bộ, thấy một người dường như muốn nhảy xuống sông. Tiết Nhị lập tức tiến về phía trước, ôm lấy người đó và hỏi vì sao người ấy lại không biết quý tiếc bản thân như vậy. Người kia trả lời, tôi tên là Hồ Thụy, là người Dương Châu. Tôi đã gom tiền của mấy người quân đệ đến Hàng Châu mua hàng hóa. Nhưng không ngờ tới đêm, một cơn bão lớn ập tới, khiến cho thuyền hàng bị chìm xuống sông. Tôi mặc dù đã thoát nạn, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, thấy mình chẳng còn mặt mũi nào để trở về quê hương, chi bằng chết đi cho xong. Vì thế tôi định nhảy sông tự vẫn. Tiết Nhị nghe xong liền nhẹ nhàng khuyên bảo và cũng quyên giúp cho người này 2.500 lượng bạc. Hồ Thụy xin được biết danh tính của Tiết Nhị để sau này có thể báo đáp, nhưng ông đã từ chối. Tết Trung Thu đã qua được nửa tháng, khi Tiết Nhị chậm rãi bước trên đường thì gặp lại được vị thầy tướng Quỷ Nhãn Thất. Quỷ Nhãn Thất kinh ngạc nói, Tiết tiên sinh, màu xám trên mặt của ông đã biến mất rồi, ông đã thoát nạn. Vậy chắc chắn là ông đã làm được việc đại thiện, sau này còn được hưởng phúc thọ nữa. Lúc này trong tâm của Tiết Nhị mới minh bạch ra được đạo lý của câu tướng tùy tâm chuyển, vi thiện bảo thọ. Tướng thay đổi theo tâm, làm việc thiện tất sẽ đắc phúc thọ. Ông mỉm cười kể ngọn ngành đầu đuôi câu chuyện cho thầy tướng nghe và cũng cảm tạ vị thầy tướng đã chỉ điểm cho mình. Sau đó Tiết Nhị một lòng hướng thiện, sống thọ đến 90 tuổi, cuối cùng ra đi nhẹ nhàng, thoải mái, không bệnh tật. Vậy là xem đến đây, anh chị đã biết được bão lộc cực lớn, canh tuất 1970, đúng cuối tháng này, được lộc trời cho, cải vận thay mệnh, trúng số tiền tỷ. Hãy áp dụng ngay những thông tin cần thiết vào cuộc sống để có được một tương lai tốt hơn. Thưa các anh chị thân mến, qua mỗi video, Mệnh Phát Tài luôn muốn gửi gắm đến quý anh chị một điều gì đó để giúp anh chị tốt hơn. Anh chị cũng đừng quên tu tâm dưỡng tính và hãy lắng nghe lời Phật dạy về. Đời này có một điều ngay cả Đức Phật cũng không thể xoay chuyển, có cưỡng cầu cũng vô ích. Dẫu có năng lực thần thông cứu khổ cứu nạn chúng sanh, nhưng có một việc Đức Phật không thể xoay chuyển, tất cả là bởi một chữ duyên. Cho nên có rất nhiều việc trên đời này không thể cưỡng cầu khi duyên chưa đủ. Sau khi Đức Phật Thích Ca tu thành chánh quả, Ngài thông tỏa luật nhân quả ba đời, đạt thành vô thượng chính đẳng chính giác,
phúc tuệ viên mãn, có năng lượng thần thông vô tận. Chính vì thế trong mắt nhiều người, Đức Phật không có gì là không làm được. Càng là những kẻ mù quáng mê tín sẽ coi Đức Phật như thần linh để cung phụng và quỳ lại van xin mỗi ngày. Tư tưởng đó là hoàn toàn sai lầm. Phật giáo vốn không phải là mê tín, Phật giáo là giác ngộ, tức hướng con người tới những điều thiện lành. Phật dạy rằng tất cả chúng sanh, ai cũng đều có Phật tính, đều có thể tu thành Phật. Giống như trong kinh đã viết, thiện tri thức, tự tánh của Bồ Đề vốn thanh tịnh, chỉ dùng tâm để đắc Phật. Phật Pháp là trí tuệ, là pháp bảo dẫn dắt chúng sanh, thoát khỏi mọi phiền não, vứt bỏ sự ngu dốt đường si. Cái gốc của Phật giáo nằm ở nhân quả. Phật giáo vốn không nói đến quan niệm về số kiếp. Số mệnh của đời người vốn nằm trong bàn tay mình, bỏ ác tu thiện, tự mình cải thiện số mệnh của mình. Đức Phật có thể chỉ dẫn phương hướng và nơi chốn để anh chị giải thoát khỏi những khổ đau phiền muộn, nhưng tuyệt nhiên sẽ không tu hành thay cho anh chị. Đời người là bể khổ, muốn thoát khổ chỉ có thể tự mình vượt qua. Cũng như việc Đức Phật không thể xoay chuyển dưới đây, dù có thần thông quảng đại ra sao thì cũng chẳng thể thay đổi được điều gì. Cho nên đừng tốn công vô ích cầu khẩn khấn Phật những việc đã được số mệnh an bài đó nữa. Đó là nhân quả không thể thay đổi. Chuyện kể một hôm nọ, Đức Phật dẫn các đệ tử của mình đi đến một vùng quê nhỏ. Sáng hôm ấy, ánh nắng chan hòa, chim muông hót vang, hương thơm dịu dịu. Đức Phật cùng các đệ tử ngồi lại trên thảm cỏ bên bờ sông, cùng ngắm vạn vật đua chen sức sống. Bỗng có một đệ tử cất tiếng hỏi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni: "Thưa Đức Thế Tôn, Ngài có đầy thần thông và từ bi, cớ sao trên đời vẫn còn quá nhiều chúng sinh chịu khổ dày?" Đức Phật thoáng nhìn người đệ tử, mỉm cười đầy từ bi rồi ôn tồn giảng giải: "Ta dẫu có thần thông lớn ngần nào, nhưng vẫn có bốn điều không thể làm được. Việc Đức Phật không thể xoay chuyển chính là luật nhân quả trên đời. Nhân quả tức là định nghiệp, chính là nghiệp, quả báo do những việc thiện ác mà anh chị đã làm. Nghiệp là nhân, báo là quả. Nghiệp và quả báo tạo thành luật nhân quả, ngắn gọn là nghiệp quả hay nghiệp báo. Nếu chúng ta tạo nhân nghiệp tốt thì sẽ trổ quả tốt, còn ngược lại nếu ta gieo nhân xấu thì sớm hay muộn gì chúng ta cũng nhận quả xấu. Chuyện nhân quả cứ thế mà xoay dần thành một vòng tròn, không bao giờ chấm dứt vì con người cứ tạo nhân rồi trả quả. Trong việc trả quả lại tiếp tục tạo nhân mới và nhân quả cứ như thế mà luân hồi. Đức Phật vốn chỉ giúp những người biết kết thiện duyên chứ không hề giúp những kẻ hung ác tàn độc. Trên thế gian này, không có điều gì công bằng hơn nhân quả. Hãy nhớ, thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Làm điều thiện thì trời ban phước, làm điều ác thì gặp tai ương. Câu nói này vốn chưa từng sai lầm. Theo lời Phật dạy về nhân quả, Đức Phật dù từ bi đến đâu, cũng không thể giúp một người tránh được nhân quả về những gì mình đã làm. Đừng bao giờ nghĩ rằng Đức Phật hồ đồ và có thể qua mắt được Ngài. Nếu như một người làm nhiều việc xấu, sau đó lại đến chùa thiền thắp hương, lại Phật, cầu xin ban phước lành, điều này sao có thể được? Hơn ai hết, Đức Phật càng thêm kính sợ luật nhân quả, đến ngày còn không dám tùy ý tạo ác nghiệp, huống chi là chánh sanh phàm phục, nghiệp chướng nặng nề như chúng ta. Là nhân hay là quả, đều do nghiệp mà anh chị tự tạo ra. Nhân quả báo ứng là có thật. Quả báo đến phải do chính mình chịu nhận, phải biết thành tâm hối cải, chân thành sám hối, thề không bao giờ tái phạm việc xấu đó nữa, thì mới mong nhẹ nghiệp. Theo luật nhân quả, khi chúng ta tạo nhân nào thì sẽ nhận quả báo tương ứng, là đối với những người không biết hối cải và tu tập sửa đổi. Nhưng nếu đã lỡ gây ra lỗi lầm và biết ăn năn hối cải, lo tu tập, và làm những việc thiện lành, lợi ích cho chúng sanh, để bù đắp lại thì quả báo cũng sẽ xoay chuyển, giảm nhẹ. Anh chị có biết, có 8 nguyên nhân dẫn tới ác nghiệp, phải chịu quả báo lớn nhất. Đức Phật dạy muốn chuyển nghiệp, chúng ta cần phải tịnh hóa tam nghiệp, nghĩa là tu sửa, thanh lọc thân khẩu ý từ những lầm lỗi bất thiện, dần dần trở nên thiện lành. Đức Phật vốn luôn được vô số người phàm tục, thờ phúng cúng bái, nhưng Ngài luôn đối xử công bình với tất cả, không bao giờ vì ai cúng nhiều hơn mà thiên vị người đó. Nếu muốn cải thiện số mệnh thì phải biết sợ nhân quả, nuôi dưỡng mảnh đất toàn những hạt giống thiện lành để gặt hái quả ngọt.
Nhân quả vốn là điều không thể thay đổi, người gieo nhân nào thì gặt quả ấy, không ai có thể nhận thay. Video này chưa kết thúc ở đây, nên anh chị nghe đến đây rồi, Mệnh Phát Tài xin được gửi lời cảm ơn đến quý anh chị rất nhiều. Như anh chị có thể thấy, người tuổi Canh Tuất luôn gặp phải thị phi, bất công bủa vây. Không những thế, tiểu nhân thì đang chờ trực. Vậy câu hỏi đặt ra là, làm thế nào để Canh Tuất có thể thoát khỏi cảnh này, cải vận thay mệnh và có một khoản lớn an nhàn tuổi già, thì xin quý tín chủ hãy đến với phần 2. Phần này có rất nhiều điều đặc biệt đáng để đón xem.